Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà giảm giá nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 14m và được anh chị nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và ba lầu, đúc theo kiểu từng lấn ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có tới 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông nam, phòng khách hàng thuộc mình ở Đông Tứ Trạch, và đặc biệt của căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài được các chị nhà thiết kế cho mình có những cái vòng tròn trang trí rất là đẹp, và hệ thống đèn chiếu sáng cũng như những cái mảng cây xanh ở trang trí phía mặt tiền căn nhà tạo cho căn nhà mình có những cái mảng xanh. Và với căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến gần 1 tỷ đồng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên con hẻm cụt và có con đường rộng lên đến 7m. Xe hơi xe tải có thể là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, và chỉ với giá 7 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Rồi bây giờ mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà lại một lần nữa, cũng như di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng mình một căn nhà đang có hướng là hướng đông nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và đặc biệt là căn nhà mình đang được anh chị chủ nhà giảm giá chỉ với giá 7 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà có phòng ngủ ba tơ và có bồn tắm sông hơi, có bồn tắm nằm, phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa sắt để bảo vệ cho căn nhà, và tiếp đến có thêm một bộ cửa được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực gara xe ở phía bên ngoài căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường mình cũng được anh chị ốp cho mình những cái mảng trần 3D và những cái mảng tường được anh chị sơn với chất liệu sơn thì mình có thể chùi rửa rất là thoải mái. Và với sàn nhà mình được đổ bê tông cho nên mình có thể để xe hơi vào bên trong căn nhà rất là thoải mái, và mình sẽ không sợ bị lún. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì cầu thang căn nhà mình, tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ sồi, và lan can được làm bằng sắt cũng như mặt đá hoa cương. Phía bên dưới chân cầu thang thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và khu vực gara để xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022 với tầng lửng ngược nhìn từ bên trong ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát cho không gian phòng khách ở dưới tầng trệt. Cũng như căn nhà mình thì được anh chị nhà di chuyển phòng bếp lên phía bên trên tầng lửng để mình mở cửa sổ ra khu vực ở phía trước để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà với mẫu nhà được thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại. Cũng như căn nhà này thì anh chị chủ nhà đang kẹt tiền cho nên anh chị giảm ngay 800 triệu đồng, chỉ còn lại 7 tỷ 500 triệu đồng để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 14m, và được anh chị chủ nhà thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, và mình có thể vừa mua để ở và một phòng công ty cũng như mình mua đầu tư và mình mua cho thuê với căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá. Quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để Nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật cho khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ, cũng như là những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá thì Nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến cho quý khách hàng tham quan, cũng như quý khách hàng có thể lựa chọn cho gia đình, anh em, bạn bè mình một căn nhà ưng ý. Và như căn nhà này thì được thiết kế rất là đẹp với không gian phòng bếp mình mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Phía trước mình được trồng những bằng cây xanh, và bên trong không gian phòng bếp thì mình có bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, và mình có đầy đủ nội thất bên trong cũng như là tặng kèm
cho mình một cái tủ lạnh lớn hai cánh, và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp tầng đứng cũng như là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà, để di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ lầu một căn nhà. Phòng ngủ master có bồn tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, phòng tắm chăm sóc sức khỏe cho gia đình, và một cái phòng ngủ master rất là rộng, được anh chị thiết kế full nội thất đầy đủ để tặng kèm. Và với khu vực cầu thang căn nhà mình có hệ thống đèn chiếu sáng để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ master mà hôm nay nhà đất Hoàng Tín đang muốn giới thiệu đến cho nhà. Toàn bộ cửa trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu của gỗ sồi, và sàn nhà mình thì được lót gạch đá hoa văn gỗ. Và ở bên trong không gian phòng ngủ thì mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước thì mình có cửa đi ra ban công cũng như cửa sổ để cho gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2023, được anh chị thiết kế cho mình có những hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và mỗi phòng ngủ mình đều có máy lạnh tặng kèm, và mình sẽ có tủ quần áo rất là lớn dọc theo cái hành lang để dẫn vào không gian phòng tắm master. Thì mình sẽ có một cái tủ quần áo rất là lớn để gia đình sử dụng, như nó rất là thuận tiện. Với không gian phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm thì mình sẽ có vách ngăn tấm kính phòng tắm xông hơi, nhà vệ sinh và bồn rửa tay cũng như bồn tắm nằm, được các chịu nhà thiết kế ngay sát với lại cửa sổ để mình có thể là nghỉ ngơi cũng như là tắm mát rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà, chỉ với giá hơn 7 tỷ thôi, 7 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà, đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm tiền để mua căn nhà này. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng ngủ master lầu một căn nhà, mình sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 của căn nhà. Quý khách hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật chuỗi hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và căn nhà mình thì nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, đối diện là hãng xe Isuzu Mercedes và sát bên là chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, rất là thuận tiện đến nhà hàng di chuyển về trung tâm cũng như sân bay của thành phố. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 25 phút, mà mình về về trung tâm tầm khoảng 25 phút, mà về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10-15 phút, rất là gần với trục đường chính đường Quang Trung sẽ đường Nguyễn Kiệm để mình ra sân bay cũng như là về trung tâm của thành phố. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Khu vực lầu 2 thì mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện, và phòng ngủ được thiết kế rất là rộng. Bên trong nhà vệ sinh căn nhà mình cũng được thiết kế rất là thoáng và rất là mát, mình đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng vào bên trong không gian phòng ngủ căn nhà, cho nên không gian phòng ngủ căn nhà mình rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022 và là căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong, một căn nhà xây mới sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ cũng như rõ ràng để quý nhà mua để ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê. Với lầu 2 căn nhà mình thì sẽ có mỗi phòng ngủ, mỗi nhà vệ sinh, được các chịu nhà thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên là khu vực ở sân thượng căn nhà, mình sẽ có bên trong mình sẽ có phòng phòng thờ, và phía trước thì mình sẽ có sân thượng trước, và phía sau thì mình sẽ có sân thượng phía sau để mình phơi phơi đồ cũng như được các chịu nhà lợp mái cho mình một nửa để mình để máy chặt để mình giặt tủ quần áo cũng như phơi đồ. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và với diện tích căn nhà mình ngang 4m, chiều dài căn nhà lên đến 14m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Với cách thiết kế cũng như là mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022, và căn nhà này thì đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh để khách hàng mua ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê. Với căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, cũng như sát bên với lại ở công viên Làng Hoa và trường học Lương Thế Vinh, trường học Nguyễn Công Trứ,
Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý chàng trong những